Cứ vào mỗi dịp lễ Tết, các điểm trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại các điểm vui chơi giải trí, tại các lễ hội đền chùa trên địa bàn tỉnh lại ra sức tăng giá. Mặc dù rất bất bình, nhưng du khách không có sự lựa chọn nào khác. Những ngày sau Tết, khách thập phương đi lễ hội đầu xuân, đi lễ chùa ngày càng đông. Tuy nhiên, tâm trạng ra về không thoải mái, bức xúc là tâm lý chung của nhiều du khách khi đến đền ông Hoàng Mười ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên. Bởi giá giữ xe ô tô lên tới 25.000 đồng mà không hề có vé. Mặc dù rất bức xúc với dịch vụ giữ xe ở đây, nhưng du khách không có sự lựa chọn nào khác. Điều đáng nói, mặc dù tình trạng này đã tồn tại từ lâu, nhưng không hiểu sao các cơ quan chức năng vẫn không có biện pháp xử lý hữu hiệu. Dạ, mấy tiếng à? 25. 25.000 ạ? Giờ này ai quy định đấy? Có vé thì có giá, nhưng vào lên thì từ 15 được. Thầy bà ngoài tới có 12.000 mà. Không phải mà, cày được lâu đó. Không chỉ tăng giá trong giữ xe, ngay trước cổng vào đến ông Hoàng Mười, trên đoạn đường gần 300 mét, người ăn xin xếp hàng, đứng ngồi la liệt chờ sẵn để xin tiền du khách đi lễ, tạo hình ảnh nhếch nhác trước khu vực cổng đền. Điều đáng nói là mọi hoạt động lại nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền địa phương các cấp. Những cái thông tin đó thì đầu năm thì nói chung là cũng đã về phía chính quyền cũng đã nghe một số người phản ánh, nhưng mà xuống nó thì lại không có bằng chứng. Còn việc ăn xin thì vẫn có những cái là khó khăn của chính quyền địa phương, vì cái chỗ này là cái du khách về đông, mà đặc biệt là cái người ăn xin thì hầu khả hết là người ở khác địa phương khác về đấy, cho nên để mà dẹp được cái chỗ này thì cũng là một cái kết quả khó. Cho nên khi anh em xuống thì người ăn xin người ta bỏ đi nơi khác, còn khi mình về trụ sở thì người ta lại để nó. Còn tại đền Cơn, huyện Quỳnh Lưu, mặc dù ban quản lý đền đã cấm người hành khất đứng xin tại khu vực cửa đền, nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục. Còn những ký ốt kinh doanh khu vực đền thì tự ý nâng giá các mặt hàng phục vụ lễ hội. Thậm chí tại phía bắc đền trong, các hộ kinh doanh dựng hàng bạt bán hàng ăn, nướng cá ngay tại chỗ, làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sự trang nghiêm chốn cửa đền. Tôi thấy vẫn còn khá một số cái tồn tại. Ví dụ như đây là những cái nơi du lịch tín ngưỡng mà hàng năm du khách đến đây rất là nhiều. Theo tôi thì những cái nơi bày bán ví dụ như cá nó rất là gây ô uế, thì tôi nghĩ là những cái vị trí này cần chuyển cái vị trí xa hơn, nó hợp lý hơn thì nó sẽ tạo được cái ấn tượng hơn cho những du khách đến đây. Tự ý tăng giá vé giữ xe, các điểm giữ xe mọc lên tự phát khắp nơi và tệ ăn xin gây ra cảnh tượng lộn xộn đang diễn ra phổ biến ở nhiều điểm đền, chùa, lễ hội, chứ không riêng gì ở đền ông Hoàng Mười hay đền Cờn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng loạn thu phí gửi xe, nhếch nhác tệ ăn xin nơi đền chùa, cửa Phật trên địa bàn tỉnh như hiện nay, một phần là do các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp buông lỏng quản lý. Thêm nữa là khi phát hiện sai phạm nhưng sự việc chưa được xử lý triệt để. Vì vậy mà cứ vào mùa lễ hội, dù Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các bộ ngành liên quan và chính quyền địa phương đã có nhiều công văn, chỉ thị, nhưng tình trạng chặt chém du khách, nhếch nhác ở chốn linh thiêng vẫn chưa thể